Hôm nay tin tức tiêu điểm trong tuần: triển lãm tại House 135 về phố phường cư dân mới thành phố Đào Viên. Sở Lao động thành phố Tân Bắc đến xem xét tình hình phòng chống dịch bệnh ký túc xá lao động nước ngoài công ty Aski. Cư dân mới người Việt Nam vượt qua khó khăn chăm sóc tốt gia đình và giải thưởng người mẹ mạnh mẽ. Tiếp tục thực thi chính sách hạn chế các chuyến bay trực tiếp giữa Đài Loan, Trung Quốc đại lục và nghiêm cấm hành khách quá cảnh tại Đài Loan. Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng đến với bản tin Đài sự NIA. Quý vị thân mến, từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 28 tháng 6 năm 2020, Hội quán văn hóa cư dân mới thành phố Đào Viên tổ chức triển lãm Between Us, giữa chúng ta, tái hiện những câu chuyện của 20 cửa hàng thông qua những vật phẩm trưng bày, nói lên cả một quá trình từ việc di rời đến hòa nhập cuộc sống tại Đài Loan của những cư dân mới. Sở Văn hóa thành phố Đào Viên cho hay, khi bước vào House 135, như thể bước vào một con phố của một đất nước khác. Vẻ đẹp mê hoặc của phố Neo Việt Nam, phố hương liệu Indonesia và phố trang phục truyền thống Thái Lan. Cư dân mới đến sinh sống tại Đài Loan đã tạo ra những bông hoa đặc sắc trong vườn hoa đa sắc màu. Triển lãm mong muốn đưa văn hóa cư dân mới được truyền tải đến người xem thông qua sự bài trí của con em cư dân mới thế hệ thứ hai. Thông tin chi tiết về triển lãm vui lòng tham khảo tại website Thảo Yến Sư Xin Dung Mín Uốn Hoa Uy Quản Phần Sư Doan Nhê và website Thảo Yến Sư Uốn Hoa Chúy Quảng Trạng. Không để Đài Loan xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh COVID-19 trong ký túc xá lao động nước ngoài như Singapore, ngày 24 tháng 4, ông Hầu Hữu Nghị, thị trưởng thành phố Tân Bắc, Sở Lao động thành phố Tân Bắc, Sở Y tế và Sở Phát triển Kinh tế đã đến thị sát, tìm hiểu tình hình phòng chống dịch tại ký túc xá lao động nước ngoài của công ty máy tính Aski tại quận Trung Hòa, thành phố Tân Bắc. Sở Lao động thành phố Tân Bắc cho hay, hiện lao động nước ngoài tại thành phố Tân Bắc là 99.000 người, đứng thứ 3 trên toàn quốc. Có 39 doanh nghiệp thuê mướn lao động nước ngoài với số lượng hơn 100 người. Trong 3 ngày, Sở Lao động sẽ thị sát tuyên truyền phòng chống dịch đến những doanh nghiệp này. Những doanh nghiệp có thuê mướn lao động nước ngoài với số lượng từ 50 người trở lên nhưng chưa đủ 100 người thì sẽ tiến hành thị sát tuyên truyền vào đợt thứ 2. Các doanh nghiệp nên xem trong môi trường ký túc xá của lao động nước ngoài và quản lý sức khỏe cho lao động nước ngoài. Sở Lao động thành phố Tân Bắc cũng đã tiến hành tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh với hơn 240 tiệm, quán bán đồ Đông Nam Á, sẽ tiếp tục tổ chức các diễn đàn về phòng chống dịch bệnh để quan tâm chăm sóc hơn đến lao động nước ngoài. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!